Tin cuối ngày của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa chúng Tàu. Thưa quý vị, từ 12 giờ ngày 17 tháng 9 đến 12 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2021 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 10 ca mắc mới, giảm 2 ca so với ngày 17 tháng 9. Trong đó có 7 ca trong khu cách ly tập trung, 2 ca trong khu phong tỏa, 1 ca trong cộng đồng. Cụ thể, huyện Thông Điền ghi nhận 5 ca, trong đó 3 ca tại khu cách ly trường trung học phổ thông Minh Đạm, 1 ca trong khu vực phong tỏa thị trấn Long Hải, 1 ca trong cộng đồng ở thị trấn Long Điền. Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 3 ca tại khu cách ly trường trung học cơ sở Chu Văn Khang. Thành phố Chúng Tàu ghi nhận 2 ca, trong đó 1 ca tại khu cách ly trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ, 1 ca trong khu vực phong tỏa phường Thắng Dì. Như vậy, từ ngày 28 tháng 6 đến nay, số ca F0 ghi nhận trên địa bàn tỉnh là 3.900 ca, trong đó huyện Long Điền 1.443 ca, thành phố Chúng Tàu 1.326 ca, huyện Xuyên Mộc 613 ca, thị xã Phú Mỹ 300 ca, thành phố Bà Rịa 121 ca, huyện Đất Đỏ 73 ca, huyện Châu Đức 24 ca. Số người đang cách ly tập trung 852 trường hợp, tăng với giàu 58, giảm hoàn thành cách ly 182. Trên địa bàn tỉnh hiện còn 45 điểm phong tỏa với 11.686 hộ trên tổng số 48.487 người. Về công tác điều trị, hôm nay có 25 ca bệnh mới nhập viện, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ghi nhận tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 3.900 ca. Có 47 bệnh nhân được điều trị khỏi ra viện, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi từ ngày 28 tháng 6 là 3.776 ca. Tỷ lệ khỏi đạt 87,65%. Hiện các bệnh viện đang điều trị 493 ca. Tình hình dịch trên địa bàn tỉnh đã có chiều hướng giảm đáng kể. Chỉ còn 4 ngày nữa là đến mốc thời gian 22 tháng 9, hết thời gian giãn cách xã hội của các quyền thị xã thành phố còn lại. Đây là thời gian vàng là giai đoạn nước rút có nghĩa hết sức quan trọng quyết định kết quả công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh trong suốt thời gian vừa qua. Vì vậy, Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, truy chết thần tốc, bóc tách ngay trường hợp F0 nhằm cách ly nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời theo tinh thần công điện số 1409 ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế. Tiếp tục bám sát địa bàn để nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm rút ra. Trên cơ sở đó khắc phục ngay những yếu kém, dùng lực cho những địa bàn còn phức tạp, những khu vực có nhiều nguy cơ đưa ra dự báo diễn biến tình hình dịch và đề xuất phương án biện pháp phòng chống dịch mạnh mẽ thực chất hiệu quả hơn nữa để sớm đạt được mục tiêu xanh hóa địa bàn đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án kế hoạch phục hồi kinh tế xã hội và thúc đẩy sản xuất tại các địa phương đã kiểm soát dịch tốt các địa phương có biển khẩn trương xây dựng phương án kịch bản cụ thể để quản lý kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra biển vào bờ, hoạt động thu mua sau khi đánh bắt. Các địa phương chưa kiểm soát tốt dịch bệnh trên cơ sở phương án mở biển của Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động tổ chức gặp gỡ thông tin để người dân biết và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để hoạt động đánh bắt hải sản trở lại khi địa phương đã kiểm soát tốt dịch bệnh có giải pháp kiểm soát chặt chẽ các đối tượng nghiện ma túy để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để hình thành nguồn lây nhiễm Covid-19, nhất là trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ và huyện Thông Điền. Tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền trận động để người dân đồng thuận chấp hành nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội theo nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó. Ra soát phân bổ nguồn lực bảo đảm đủ cho công tác phòng chống dịch tại các điểm nóng, vùng đỏ, vùng có nguy cơ cao về lây lan dịch bệnh. Ban chỉ đạo kêu gọi người dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chấp hành nghiêm quy định giãn cách, bảo đảm an toàn trong hội sinh hoạt và đời sống, đặc biệt đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chỉ thị 15 phải nhanh chóng ổn định và tập trung sản xuất với phương châm sản xuất phải an toàn, an toàn mới sản xuất. Đồng sức, đồng lòng cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh để sớm đưa bà thị chúng Tàu trở lại cuộc sống bình thường mới.